Anh đang nhận đâu? Anh đang nhận đâu? Alo. Vâng, quý vị và các bạn đang được theo dõi những diễn biến trong giải đấu A Việt Trung thể loại 22 sang tự do. Và hiện tại đang là trận đấu giữa BBHE của Scarlet và Sang Long cũng như là Tiểu Thủy Ngư. Hiện tại thì Đỗ Thánh và Tiểu Thủy Ngư. Như vậy là bên phía Trung Quốc là Đỗ Thánh và Tiểu Thủy Ngư. Hơi nhầm một chút. Hiện tại thì đã có nông dân thứ 20 đến từ BB rồi. Chúng ta cùng đá sang màn hình của He. Vâng, hai voi nằm xuống và đầy thêm một bãi hiếu 6 đến từ game thủ He. Rất tươi. Rất bãi hiếu này về S đầu thì có vẻ như sẽ là hợp lý dành cho He ở thời điểm này. Với thể loại 22 sang tự do thì không biết là các game thủ Việt Nam sẽ thi đấu như này. Đã đóng S vàng, như là ép đầu đã được thiết kế đến từ E rồi. Như vậy là E đã tìm thấy nhà màu bên phía của đội bạn. Đó là Tiểu Thủy Ngư, màu 3. Như vậy là E đã thiết kế một cái S ở bãi vàng để có thể lùa những con hiêu về cái S này. Hai mươi ba dân. Quyết định đánh 23 dân đến từ game thủ E. Rõ ràng là những cái bài mà thi đấu thể loại 22 sang tự do thì cái lối chơi của người Trung Quốc đó là họ thích đánh hôn mã. Và chúng ta cũng chờ xem liệu rằng những game thủ Việt Nam BB và E sẽ làm gì ở trong cái trận đấu này. Như vậy là Tiểu Thủy Ngư cũng đánh 25 dân. 25 dân, trong khi đó thì E đã lên đời 2 rồi. Và sẽ là một cái trận mà sẽ là một trận đấu mà He sẽ kích ở đầu 9. Một trận đấu mà He sẽ là người chém cống hiến để cho BB có thể giành tay. 9-17 với 23 dần đến từ game thủ He. Bắt đầu vào bế vào bãi vàng. Và như vậy là BB vẫn chưa lên đời. Chúng ta cũng đá sang màn hình của BB. Mới lên đời 2. Và chuẩn bị kích 3. Sẽ là 10x dành cho game thủ BB. Và như vậy là hai game thủ Trung Quốc lên đời rất rất cân bằng, rất ngang ngửa nhau. Trong khi đó thì hai đại diện đến từ Scarlet thì He lên đời rất sớm. Vâng, đây rồi. Như vậy là một giò đến từ game thủ Đỗ Thánh đã xuất hiện tại nhà của game thủ BB. Vậy e. Vâng, như vậy là game thủ BB đang cố gắng để gây khó chịu. Nhưng hiện tại thì Đỗ Thánh mới là người tinh tế hơn. Cung T đã được, vâng, như vậy là giò đã là có công và thủ rồi. Rất khó chịu đến từ game thủ Đỗ Thánh. Đây sẽ là thời điểm khó khăn nhất dành cho BB. Và không biết phía bên kia thì He He cái cánh của anh như thế nào. Chúng ta cùng ta xem màn hình của game thủ He He. Vâng, đây rồi. La vào ăn được bãi ruộng của game thủ Tiểu Thủy Ngư. Và bây giờ đang solo giò, nhưng mà vâng, ăn được giò rồi. Và thêm một chiến công nữa dành cho game thủ He He. Vâng, cánh này thì dường như He đang khiến cho Đỗ Thánh gặp rất nhiều khó khăn. Con giò này đang gặp rất nhiều nguy hiểm và có lẽ sẽ phải nằm xuống mà thôi. Cánh này thì game thủ Tiểu Thủy Ngư cũng quyết định đó là đánh lạc đà.
đã bao bế rất kín nhà cửa. Trong khi đó thì bây giờ E mới bắt đầu dâng lờ và về ruộng nhà chính. Và một pha mà lọt vào nhà của game thủ Tiểu Thủy Ngư, ăn được hai nông dân cùng với đó là một giò. Rất lời dành cho game thủ E khi mà đây rồi tạt sang nhà luôn cả game thủ Đỗ Thánh. Và bây giờ thêm hai nông dân của Đỗ Thánh phải nằm xuống. Và ba nông dân có thể sẽ phải nằm xuống đến từ game thủ Đỗ Thánh. Nhưng ở nhà game thủ E cũng đã bị lạc đà của game thủ Đỗ Thánh lao vào rồi. Vẫn thủ rất tốt đến từ game thủ E. Trận thi đấu này là một trận thi đấu mà E chém cực kỳ là công hiến. Vâng, quản lý map cực tốt đến từ game thủ E. Thêm một bài ăn quả đến từ game thủ Đỗ Thánh nữa. Và bây giờ đâm thẳng vào ruộng. Và bây giờ thì cả Tiểu Thủy Ngư cũng lao vào nhà của game thủ E. Nhưng chỉ là một lạc đà mà thôi. Có công thủ rồi, vẩy E bắt luôn con lạc đà này. Ba nông dân, và đây là một pha mà tập thể game thủ E bắt vào vị trí của Tiểu Thủy Ngư. Vâng, đây là một trận đấu mà game thủ He He thi đấu cực tốt. Đã có sóc đơn đến từ game thủ Tiểu Thủy Ngư. Nông dân bắt đầu đi lang thang đến. Vâng, He He quyết định đi lang thang, đóng một P. Bây giờ quan trọng là phải giữ dân và giữ quân để cho game thủ BB có thể nở tham gia thật to. Chúng ta cùng đá sang màn hình của BB. Đây rồi, tham đã bắt đầu đè dành cho hai game thủ đến từ Skyless. Vâng, đã có BC đến từ game thủ BB rồi. Ngon rồi. Bò bế nhà cửa. Những cái E đang được vẩy ra. Bắt đầu đẩy những con cung R của mình đi. Rất khó để có thể vào được nhà của hai game thủ Trung Quốc. Nhưng hiện tại thì đã có vẩy E và bốn nông dân này đang được game thủ BB chăm sóc rất kỹ. Vâng, ở giữa hai cánh rừng có một cái khe. Và BB đã vẩy một cái E vào đấy nhưng vẫn chưa thể bắt được toàn bộ những con nông dân đến từ game thủ Đỗ Thánh. Vâng, như vậy là đã ghi sai. Và tỷ số là 1-0 dành cho BB và E ở trận đấu đầu tiên này. Vâng, tuyệt vời. Một trận đấu mà He He và BB thi đấu rất tốt. Khi mà game thủ He He là người chém cực kỳ công hiến, anh khiến cho game thủ Tiểu Thủy Ngư mất tay và sau đó tạt một tơn sang game thủ Đỗ Thánh. Đỗ Thánh gần như là nằm xuống luôn. Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị bước đến với game